Kính thưa bà con, hiện nay rảo quanh các cánh đồng mà cặp đường nối vị Thanh Cần Thơ của bà con nông dân Hậu Giang thì lúa đã trổ và sắp không trái me. Giá lúa hiện tại đang khiến cho bà con rất là phấn khởi. Đối với nhiều nông dân nhận cọc hồi trước Tết thì cũng bị hố luôn đó chị Ngọc Như, bởi vì giá lúa cứ nhảy lên từng ngày và bà con rất là hy vọng vụ đông xuân này sẽ trúng mùa mà được giá nữa. Cho nên là cái việc thăm đồng và chăm sóc ruộng lúa để đạt năng suất cao cuối vụ đang là công việc rất là hồn hởi của bà con nông dân. Ngày mà trước hết thì mời bà con điểm qua giá lúa ở một số huyện thị của tỉnh Hậu Giang. Theo phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, giá lúa OM18 đài thơm 8 có giá 6.400 đồng cho đến 6.500 đồng một ký, RVT thì 7.000 đồng một ký, giá đã tăng từ 200 cho đến 300 đồng một ký. Vụ này toàn huyện xuống giống được khoảng 8.200 hecta, hiện tại thì lúa đang trong giai đoạn từ trổ đến chín. Dự kiến là khoảng 2 tuần nữa thì sẽ bước vào thu hoạch trộ và bà con thì ai cũng vui mừng hết trơn á. Nông dân cho biết vụ lúa này thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp khoảng 2 triệu đồng một công, năng suất ước đạt 1 tấn một công. Với giá hiện nay trừ hết chi phí, hộ trồng lúa có thể lời chắc từ 2 tới 4 triệu đồng một công. Tại Hậu Giang, giá lúa hiện tại cao hơn năm trước khoảng từ 300 đồng cho tới 1.000 đồng một ký. Và theo ngành nông nghiệp thì với mức giá này người dân có lời khoảng từ 30% trở lên. Vâng, và đây chính là đồng lời mà bà con rất là xứng đáng có được, đúng không Minh Thiện? Và thưa bà con, vụ đông xuân này thì bà con của nông dân ở Hậu Giang được công ty liên kết bao tiêu tới hàng chục ngàn hecta. Có 24 doanh nghiệp và hợp tác xã ký hợp đồng liên kết bao tiêu lúa với gần 20.500 hecta, nhiều nhất ở huyện Vị Thủy gần 7.500 hecta, kế đến là huyện Long Mỹ gần 5.000 hecta, huyện Phụng Hiệp gần 3.900 hecta. Hầu hết lúa được bao tiêu theo giá của thị trường. Riêng huyện Châu Thành A, bà con được bao tiêu với giá 6.300 đồng một ký với các giống lúa Đài Thơm 8, Jasmine 85, OM5451, RVT, OM18. Liên kết tiêu thụ lúa gạo với các doanh nghiệp sẽ tạo tâm lý an tâm về đầu ra hơn đối với bà con nông dân. Bà con sẽ ý thức hơn trong việc làm ăn tập thể. Và tôi cảm thấy vui lây cho bà con mình đó Minh Thiện, bởi vì đồng lời sẽ phần nào dơi bớt đi những cái khó khăn cực nhọc của bà con. Và hộ nào chúng có ruộng nhiều, trúng mùa trúng giá trong vụ này thì có tiền tích cóp cho vụ sau nữa. Tôi thì cũng rất là phấn khởi cho bà con mình. Năm mới mà có nhiều thông tin vui tươi may mắn như vậy thì đó sẽ là động lực để bà con trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long hăng say lao động sản xuất hơn. Và do xuống giống theo lịch thời vụ, né mặn, né rầy cũng như là các loại dịch hại, cho nên là hiện tại thì trà lúa cũng đang ở các giai đoạn khác nhau. Bây giờ thì mời bà con cùng xem phóng sự kỳ vọng một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của nông dân ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Bà con đã xuống ruộng để chăm sóc lúa, để đảm bảo năng suất lúa cuối vụ để có thể đạt được năng suất cũng như là trúng giá. Vụ đông xuân này, nông dân Tân Châu xuống giống hơn 10.300 hecta lúa, hơn 1.700 hecta rau màu các loại. Thời điểm trong Tết, một số diện tích lúa bị chuột, bù lạch, sâu keo, sâu cuốn lá, trầy nâu, bọ phấn tấn công. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch hại không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa rau màu. Có mặt tại ruộng từ rất sớm, ông Khưu Bá Phúc, nông dân xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu cho biết, mùa vụ đông xuân này, gia đình xuống giống 15 công. Hiện lúa đang trong giai đoạn làm đồng, phát triển tốt và hứa hẹn vụ mùa bội thu. Bọ phấn, rầy mềm, rệp sáp, đốm phấn trên lá cũng xuất hiện trên rau màu. Tuy nhiên trong Tết, bà con nông dân đã tranh thủ ra đồng mần cỏ, phun trừ các loại dịch hại nên vẫn đảm bảo năng suất. Những ngày nghỉ Tết và sau Tết, bà con thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vẫn đang hối hả bắt tay vào sản xuất, chăm sóc tốt thành quả của mình. Bà con hy vọng năm mới sẽ có nhiều kết quả tích cực, sản xuất thắng lợi. Vụ đông xuân trúng đất năm là giờ phù sa của mùa nước nổi bồi lắng, còn với giá lúa cao là do tác động từ thị trường xuất khẩu. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam trên thị trường thế giới đã vượt mốc 500 đô la Mỹ một tấn. Nhưng đây chính là cơ hội tốt cho nước sản xuất lúa gạo như Việt Nam khai thác tốt thị trường của mình, giúp cho người nông dân nâng cao thu nhập. Trong lúc này, heo hơi vẫn có giá tốt, có lợi cho người chăn nuôi. Đối với bà con nào mà có ý định tái đàn ngay từ trước đó thì sẽ bắt tay ngay vào lúc này. Bởi vì theo ghi nhận, giá heo giống hiện đang giảm mạnh. Theo bà con tính toán, nếu như có con giống sẵn thì người nuôi sẽ có lợi khá cao. Hiện nay ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, thương lái mua heo hơi với giá 80.000 đồng một ký, tăng khoảng 2-4.000 đồng so với tuần trước. Với giá này, sau khi trừ chi phí sản xuất, người nuôi heo lời hơn 2 triệu đồng một tạ. Theo người chăn nuôi, giá heo hơi tăng do nhu cầu của thị trường trước, trong và sau Tết cao hơn trước.
Trong khi giá heo hơi tăng thì heo giống từ 9 cho đến 11 kg một con giảm 700.000 đến 800.000 đồng một con so với vài tháng trước. Hiện nay khoảng 2.200.000 đồng một con và rất hút hàng do người nuôi tái đàn nhiều. Giá thức ăn cho heo hiện đang ở mức từ 330 tới 350 một bao, tăng 15 đến 30.000 đồng một bao. Với giá heo hơi như hiện nay, nếu người nuôi tự sản xuất con giống có thể lời hơn 4 triệu đồng một tạ. Nhắc tới hoa thì tôi nhớ là chị Ngọc Như rất là thích hoa sen đúng không? Tôi cũng thích loài hoa này bởi vì vẻ đẹp thanh cao nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng thuần khiết. Đúng vậy anh Minh Thiện, những ai mà có tình yêu với hoa sen, một cái loại hoa không chỉ đẹp vì hương sắc tuyệt vời mà ẩn chứa trong nó những cái giá trị rất là quý báu và sự sâu sắc riêng. Như anh Minh Thiện thấy thì hoa sen mọc ở trong bùn nước nhưng mà phải vươn lên mặt nước để có thể nở hoa, nó biểu trưng cho sự lạc quan và những cái gì tích cực ở trong cuộc sống đều ẩn chứa ở trong hoa sen hết. Mỗi loài hoa thì nó có một ý nghĩa riêng và chúng ta cũng có rất là nhiều loài hoa với đa dạng sắc màu khác nhau để mà hợp với sở thích của mỗi người. Ngày hôm nay thì Minh Thiện cũng xin được giới thiệu tới chị Ngọc Như và bà con các loại hoa treo và kiểng lá. Thì loài hoa kiểng này nó cũng có hương sắc riêng và cũng có ý nghĩa mang lại sinh khí cho gia chủ. Những năm gần đây thì ở vùng chuyên canh Chợ Lách của tỉnh Bến Tre thì bà con cũng đã phát triển mô hình này và mang lại thu nhập khá. Bây giờ mời bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đến chân quốc cây giống hoa kiểng Chợ Lách hỏi thăm vườn hoa treo kiểng lá của bà Nguyễn Thị Nga ở ấp Bình Tây, xã Chính Thành. Có lẽ không ai là không biết, vì đây là vườn kiểng treo đầu tiên có mặt ở huyện này. Năm 2007, bà quyết định cải tạo 1.000 m2 đất vườn sang trồng hoa treo với số vốn ban đầu khoảng 30 triệu đồng vay từ ngân hàng. Sau hơn nửa năm trồng hoa treo kiểng lá, vợ chồng bà đã nhân giống gần 3.000 chậu và bắt đầu công việc giới thiệu sản phẩm đến với một số vườn hoa kiểng trong khu vực. Chưa đầy một tháng chào hàng, 3.000 chậu hoa của gia đình đã được thương lái đặt mua hết. Một công đất ban đầu, giờ đây là một trang trại với quy mô 1,7 hectare, sản xuất hơn 40 loài kiểng treo và kiểng lá. Người phụ nữ U50 này còn khiến cho nhiều người khâm phục, vì dù chỉ học đến lớp 4, nhưng đã tự tay thiết kế một trang trại quy mô bậc nhất huyện, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, luôn nâng cấp chất lượng sản phẩm. Nhờ sự đổi mới độc đáo này mà mặt hàng hoa kiểng của bà luôn tạo được sức hút trên thị trường. Thì ở đây thì chúng tôi xuất ra thị trường các tỉnh, các nước ngoài thì cũng có, nhưng mà tự khách hàng để mua tự xuất thôi, chứ mình ở đây mình không xuất. Với sự nỗ lực và đam mê không ngừng của bản thân, nhiều năm qua, cơ sở sản xuất hoa kiểng Lâm Nga của bà luôn là điểm đến tiêu biểu để cho các đoàn tham quan học tập cách làm. Từ một nông dân có hoàn cảnh khó khăn, với sự cần cù sáng tạo, miệt mài, nữ tỷ phú nông dân chân đất này đã vươn lên ổn định kinh tế và làm giàu bằng nghề truyền thống của quê hương. Hoa sen mang vẻ đẹp mềm mại, thanh khiết được rất nhiều người yêu thích. Nhưng mà ngoài ra ở Hà Thành thì người dân còn rất là yêu thích một loại hoa khác mà sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán thì bà con rất là săn đón luôn. Đối với Ngọc Chư đó là hoa gì? Ở Hà Nội thì mỗi một mùa nó có một cái loại hoa để biểu trưng. Không biết là anh Minh Thiện đang nhắc tới một loài hoa có nằm trong danh sách 12 loài hoa của biểu trưng của Hà Nội không? Anh có thể gợi ý một chút không? Hoa này thì không có nằm trong danh sách đó, nhưng mà tôi xin gợi ý một chút là hoa có màu trắng và đặc biệt là nó cũng giống như là hoa mai có năm cánh vậy. Nhưng mà màu trắng của nó thì rất là thuần khiết, rất là đẹp mắt. Vậy để tôi đoán xem có phải anh đang nhắc tới hoa ly rừng hay không? Bởi vì sau Tết thì loài hoa này bắt đầu nở và cái màu trắng rất là tinh khôi, nhìn rất là đẹp. Chị Ngọc Chư cũng có nhiều thông tin về loài hoa này quá. Chính xác đó là hoa ly rừng. Và theo tôi được biết thì người dân Hà Nội sau những ngày Tết Nguyên Đán thì cũng săn lùng loài hoa này để về trưng ở trong nhà. Bởi vì hoa ly rừng thì có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ và nó mang đậm chất núi rừng. Trước khi đến với tiểu mục đố vui nhà nông thì bây giờ chúng tôi xin mời quý khán giả và bà con cùng xem một vài hình ảnh về loài hoa đặc trưng của miền Bắc sau những ngày Tết này. Tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, những cành hoa lê đang trổ bông trắng được bày để khách hàng lựa chọn. Những cành lê được các thương lái thu mua tại Lạng Sơn, Lào Cai, sau đó vận chuyển về Hà Nội. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá hoa lê năm nay đã hạ nhiệt nhiều so với mọi năm. Giá mỗi cành lê từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy kích thước và dáng cành. Không giống như những loại hoa khác, hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày. Nếu mua những cành còn chịu đủ có thể chơi được từ 1 tới 2 tháng. Hoa lê có màu trắng tinh khôi, khi nở, năm cánh cằn nảy bật ra từ thân cành xù xì.
Người dân thủ đô thích thú với loài hoa này khi cắm tạo được vẻ sang trọng trong nhà. Hoa lê rừng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống. Bà con đang xem tiết mục Đố vui nhà nông vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Và câu hỏi hôm trước chúng tôi đặt ra như sau. Liên quan tới các giống trái cây độc lạ ở miền Tây, trong đó có các giống mới triển vọng được nhà vườn phát triển kinh tế hiệu quả mà bản tin Kinh tế Nông nghiệp số đặc biệt với chủ đề giống tốt làm giàu phát vào ngày 30 Tết. Bà con cho biết đó là các giống nào? Chúng tôi có 4 đáp án và đáp án đúng là câu D, nhãn phát tài, nhãn tím, mít ruột đỏ, mãng cầu hoàng hậu. Với câu hỏi và đáp án này, chúng tôi xin chúc mừng ba khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất. Khán giả Lê Hoàng Duy, số 75, ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Khán giả Nguyễn Văn Chủ, số 1/22, Lý Bôn, khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau. Khán giả Phạm Minh Hoàng, số 220, Định Mỹ, Định Bôn, Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Câu hỏi tuần này liên quan đến giống gạo ngon nhất thế giới của Việt Nam. Thưa bà con, bộ giống lúa XT do nhóm các nhà khoa học tỉnh Sóc Trăng gồm kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ Trần Tấn Phương và kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hương lai tạo, phát triển. Nổi tiếng nhất là XT24, XT25. XT25 hoài thơm ngon còn có đặc tính vượt trội về phòng bệnh, kháng mặn và đặc biệt là có thể sản xuất được nhiều vụ trong năm. Bà con cho biết, XT25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới vào năm nào? A. Năm 2018. B. Năm 2019. C. Năm 2020. Bà con chọn đáp án A, B hay C. Hãy soạn tin nhắn theo cú pháp, họ, tên, địa chỉ và đáp án gửi về số điện thoại 02936299399. Cú pháp và đáp án đang hiện trên màn hình. Chúng tôi xin nhắc lại cú pháp. Bà con soạn họ, tên, địa chỉ, đáp án và gửi về số điện thoại 02936299399. Thưa bà con, chúng tôi xin nhắc lại cú pháp. Bà con soạn tin nhắn họ, tên, địa chỉ, đáp án và gửi về số điện thoại 02936299399. Chúc cho bà con sẽ chọn được đáp án đúng, đó là những dấu ấn của hạt gạo Việt Nam ta. Đến đây thì bản tin Kinh tế Nông nghiệp cũng xin được kết thúc. Hẹn gặp lại bà con vào chương trình ngày mai. Tiết, hồi nãy con đi xem lúa về á, con thấy đám ở nhà chú Hiếu sát nhà mình á. Bị vậy nè Tiết, vậy là bị sao? Đó là đậu ôn cổ bông. Ban đầu nó chỉ là những cái chấm nhỏ màu đen, nó nằm ngay cổ bông dưới tay lá. Rồi nó lớn dần lên, nó làm cho bông lúa bị héo. Sau này á, bông lúa bị lép trắng hoặc là lép lửng. Nếu như lúa bị bệnh này thì mất tới 70-80% năng suất đó con. Đám ruộng của chú Hiếu sát đám ruộng nhà mình luôn á, nó có bị lây lan tiếp. Nó có bị lây lan tiếp. Alo. Anh Chính hả anh Chính? Dạo này bên anh có cái loại thuốc nào mà trị đậu ôn cổ bông hay hiệu quả mà không kháng thuốc không anh Chính? Chứ mấy cửa vừa rồi tôi xịt nhiều loại quá, tôi sợ nó bị kháng. Có chứ anh. Tôi là đại lý chính hiệu mà. Đã là chính hiệu á thì chỉ bán toàn hàng hiệu thôi. Bên tôi đang có bùm gôn đặt trị đậu ôn cổ bông. Vậy là hả? Sản phẩm mới của công ty ADC. Anh mua về xịt là bao sướng luôn nha. Ừ, có lý à. Vậy đâu à, anh giao tôi khoảng 5-10 chai gì đó tôi xịt thử coi ha. Chà còn cái đường gà. Đây. Công ty ADC gửi tin nhắn mới kìa Tiết. Bà con lưu ý, thời gian này đậu ôn cổ bông đang hoành hành dữ dội. Bà con cần chọn đúng thuốc để việc phòng trừ hiệu quả. Bơm Gold công ty ADC với công nghệ tiên tiến của Mỹ. Bơm Gold có khả năng phân tán đều, chuyển vị và lưu dẫn mạnh nên hạn chế mưa rửa trôi. Hãy sử dụng Bơm Gold 40 SE, hạt no mẩy, chắc tới cậy. Bơm Gold, sướng ơi là sướng.
Từ nay có bông gòn, sướng ơi là sướng. Tiết, mai hai đứa con mình qua chú Chính lấy bông gòn về xịt liền đi Tiết. Công ty ADC này á là uy tín 20 năm nay rồi con. Xịt là Tiết yên tâm. Anh Tân ơi. Ơi, anh Tân. Trời ơi anh Tân, cho em xin lỗi. Mấy hôm nay mưa gió quá, ghe nó bị đùng. Trời ơi, lúa trễ 4 ngày rồi mà hạt no mày chắc tới cậy. Quyết định lần này nha, em mua cho anh cao hơn 500 đồng luôn. 500 luôn? Dạ, ok không? Biết sao lúa mùa này nó no mày chắc tới cậy gì không? Sao anh? Giờ có bùm gòn á. Bùm gòn? Ừ, qua đây chơi đúng không? Đúng rồi, số 1. Bum Gòn, sướng ơi là sướng.